Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu cối của hãng Akai có model là GX747DBX. Đây là một trong những cái chiếc đầu cối cao cấp nhất của dòng Akai. Đó, chiếc đầu này thì hàng về trong tình trạng còn nguyên thùng xốp, đầy đủ như là catalog hay là giấy tờ. Akai 747. Đó, đầy đủ hết đó nhé. Và bây giờ em sẽ nhấc cái chiếc máy ra và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc đầu Akai 747 này. Xin mời các bác. Vâng, chiếc đầu Akai 747 em đã nhấc ra khỏi thùng và bây giờ em sẽ nhấc cái lớp dây bóng ra để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Vâng, nói đến dòng Akai thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là một trong những cái thương hiệu về đầu cối rất là hay. Dòng dòng 747DBX này nó là một trong những siêu phẩm này. Là chiếc đầu cối hết số của hãng, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc đầu cối Akai 747 DBX. Chiếc đầu trắng như bông bưởi luôn các bác nhé, rất đẹp luôn. Em phải nói là dùng từ rất đẹp. Em sẽ quay máy gần lại giới thiệu để các bác cùng trải nghiệm. Cái này quay sát vào mới cảm nhận được hết cái mức độ đẹp của chiếc đầu cối này. Đó, rất đẹp luôn, rất mới luôn đó nhé. Đây là húp. Húp này nó là húp húp zin của nó các nhé. Húp Akai. Húp Akai, húp zin của nó đây. Vâng, em xin giới thiệu sâu hơn để quý vị và các bạn cùng cảm nhận cũng như cùng trải nghiệm cái chiếc đầu cối này. Với thiết kế là mặt phay nhôm trắng các bác nhé, tất cả cái phần mặt này nó là mặt phay nhôm trắng này. Có gì nào, rất đẹp luôn, không một vết chấm, vết phải gì, không một vết xước gì cả nhé. Em sẽ bật thêm cái điện để các bác cùng trải nghiệm. Có gì nào, không một dấu chấm, dấu phẩy gì cả. Đó, chiếc đầu rất đẹp, rất là tuyệt vời. Rất là đẹp. Đó, và cái núm này nó là núm thiết kế dòng revert ở trên đây. Đó, và revert. Ở dòng này là sử dụng hai cái đồng hồ VU vẩy theo tín hiệu nhạc ra, và bên trong nó có một cái lắp lắp ben. Cái này nó đang vướng mất, cái này em chưa chưa mở được. Akai GX 747DBX. Và hai bên nó là thiết kế hai chiếc hồi hồi bóng piano, hồi gỗ piano nhé các bác, rất là bóng, rất là sang trọng. Đó, rất sang. Chiếc đầu này thì rất là tuyệt vời rồi, hàng nguyên thùng nên là rất là đẹp luôn, về cái giá trị sưu tầm nó rất là cao. Đó, em sẽ quay rất chậm để các bác cùng trải nghiệm luôn. Đó, hồi gỗ bóng piano rất là sang trọng. Chiếc đầu này thì về chất âm thì nó rất là tuyệt vời rồi, gần như là bác nào cũng cũng biết rồi. Đó, em sẽ lại cắm tiếp cái đèn để cho các bác cùng trải nghiệm xem nó đèn lên nó có đẹp không.
đèn đây là, đây là cái đèn, đây là đồng hồ số, và dưới đồng hồ vuông cũng có hai cái đèn báo sáng này, rất là tinh tế. Những chiếc đầu này thì đến bác nào có chơi cối và các bác nào có kỹ lắm cũng không, cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì con này nó quá là tuyệt vời, quá đẹp. Em sẽ tắt đi và em sẽ quay về phía sau để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn. Đây, phía sau máy của chiếc đầu Akai GX747 TX. Có bao nhiêu đâu, rất đẹp luôn nha. Cái bình thường những cái chiếc đầu này thường là những cái lắp này nó sẽ hay bị xước sát, nhưng mà con này thì còn rất là đẹp. Đây, đây chỉ duy nhất một cái chấm nhẹ ở đây thôi, bởi vì cái này, cái lắp này nó là lắp lắp giấy mà, giấy ép mà. Đấy, nên là để được những con đẹp như thế này thì rất là hiếm. Đó. Đây. Okay. Con này sử dụng điện 100V và 80W. Ngoài ra, đây nó còn một cái đường kết nối tín hiệu vào nữa, nhưng mà đường này ít khi mình dùng. Và dòng này nó còn có cả remote này. Đó. Remote, nhưng mà remote dạng cắm dây và có một cái phím bấm giống như mình chơi điện tử ấy các bác. Đó. Giống như chơi điện tử ấy. Và bên này là đường line in và line out. Line in này là ví dụ các bác muốn nghe, không muốn nghe cái đầu này mà các bác chạy bằng một cái tín hiệu đầu cassette chẳng hạn, bác cắm vào đây và bác line ra đây thì muộn cái con cái kim vẩy của con này cho nó đẹp. Chiếc đầu này thì... và cái giá chiếc đầu này đẹp xuất sắc này em đang bán giá để cho các bác là đi 120 triệu. Giá thì em nghĩ là nó cũng hợp lý, bởi vì với cái mức độ đẹp của chiếc đầu này thì cái giá này nó cũng không quá cao. Cái này là ốp zin. Đó. Rất là tuyệt vời. DB. Vâng. Video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266, và hẹn gặp lại các bác.